càng luyến lưu làm truy, càng dâng hương thêm buồn. Mẹ sinh con ra mẹ bỏ con. Ba con bị mòn, ba con không nấu cơm được. Con ra đường ai cũng nói con bị mẹ bỏ. Con ông bụng, con về nhà con không dám nói cho ba con nghe, sợ ba con buồn. Nhìn đàn con thơ, anh đôi mặt đôi mòn, rơ mò tự tôn. Lòng bâng khuâng, anh biết nói thế nào. Xin chào tất cả các chú anh chị cùng quý Mạnh Thường Quân. Hôm nay thì Bảnh quay trở lại đây thăm anh Lưng. Có Mạnh Thường Quân là cô Ánh Trương có gửi cho anh Lưng là 2.500.000 đồng. Thì sau khi mà BB xuống đây là hỗ trợ quay lần trước, và hôm nay thì sẵn tiện Bảnh tới đây thì do BB thì bận công việc, hôm nay thì Bảnh thay phiên đến đây cùng chào luôn, cũng như là thăm hỏi anh Lưng như thế nào của chú anh chị. Anh Lưng ngày nào cũng ngồi ở đó ha. Chà, mới làm cái dàn đầu lại đẹp quá ta. Nó lộn mới hớt tóc chứ. Dạ, mới đi tốt lại ngày cách đây 4 cái bữa rồi. À. Rồi, chào ông bà đi hai con. Dạ, con chào ông bà chú bác. Ừ. Ông bà chú bác là kiểu không cả miền Tây mình ra đa phần ha. Dạ, chào anh Mạnh, chào tất cả ông bà chú bác, tất cả Mạnh Thường Quân. Bữa nay em lại tới 30 người lần á. Trời trời. Ừ, đứng kẹt xe kìa bên ngoài kìa. Chào mấy cô chú đi. Dạ, chào cô chú đi con. Anh á, anh chào đi, mấy đứa nhỏ nó thấy rồi. Dạ, xin chào tất cả cô chú, bác, tất cả anh chị em Mạnh Thường Quân. Ba mấy người lần á. Trời trời. Ừ. Anh đếm đi, giờ bên trái, anh đếm từ bên trái qua đi. Không phải thấy cũng gắng đếm nữa. Dạ. Hôm nay làm ăn sao rồi? Dạ, cũng bình thường anh. Nay là ngày gì vậy? Dạ. Đổi nghề chưa? Dạ, cũng vậy. Nghề gì? Dạ, có nghề gì đâu, cũng nghề mài đó. Tại vì sinh sở bên chùa nuôi mấy đứa nhỏ ăn uống sống đỡ qua ngày đó, chứ đâu có biết nghề gì đâu. Bây giờ em thấy người mù tôi có làm nghề gì ta anh? Dạ, nghề mù là đám bóp ạ. À? À. Đám bóp mà em đi học cái đó, nếu được thì em cũng gắng đi. Tay còn tốt không? Dạ tốt lắm, với chỗ làng giang mịn màng mà. Thấy không? Dạ. Bóp sợ cắn cái tay bị chai không? Đâu có chai đâu anh gờ thứ á. Cũng mịn quá ha. Trời, nhưng mà đàn ông đấm bóp được, chứ lỡ phụ nữ biết đấm bóp làm sao? Chứ hồi xưa anh đấm bóp cho vợ anh đó. Dạ. Anh đấm bóp cho vợ không? Là lúc trước vợ chưa chỉ. Chưa chỉ chiêu đó hả? Dạ. Vậy xài mấy chiêu kia thôi. Dạ. Hôm nay tâm trạng thấy vui vui hơn ha. Dạ, cũng vui, ngày nào em cũng vui mà. Rồi. Chứ em đâu còn tâm trạng buồn đâu. Vui đi, chứ bỏ hết đi chuyện cũ, bỏ dạ, qua đúng đi. Rồi. Gần hết nửa năm nữa rồi á. Dạ. Ta nói là chuyện gì cũng qua, đừng có buồn gì hết á. Dạ. Em chỉ sợ gì á, buồn gì cũng không qua nổi thôi, chỉ sợ là buồn ngủ thôi. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Dạ. Buồn ngủ là ngồi ngáp hoài à. Đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, đừng có buồn gì nữa, buồn mau già. Nói chung là buồn cũng vậy, mà không buồn nó cũng vậy, nó duyên số rồi, cũng đã thế rồi, mình đâu biết được đâu. Ừ. Hớt tóc cạo râu đẹp trai dữ ha. Trời, đẹp trai hơn nữa. Phải không? Trời, tại mù chứ phải nhờ có một cái đẹp trai. Ừ. Dạ. Không, đẹp trai hơn em luôn á bữa nay á. Dạ. Tại vì em đâu thấy hia đâu mà em biết đẹp. Không, anh tin thử đi, em hỏi mấy đứa con anh biết liền à, đẹp trai hơn em á, tướng bình dây rồi ha. Dạ. Anh Vũ Lân hả? Tên Vũ Lân hả? Dạ, không có tên Minh. Minh hả? Dạ, Minh Lân. Minh Lân hả? Dạ. Sao anh lấy nghệ danh Vũ Lân luôn? Dạ, không có, cái đó tên của người ta nghệ sĩ. Ủa, anh cũng dùng Bạc Liêu, anh cũng có nghệ sĩ được mà, anh hát trong cổ được mà. Dạ, nhưng mà cũng người ta là nghệ sĩ, mình có sao mình nói vậy. Dạ, Minh Lân ha. Dạ. Minh Lân cũng tên của một diễn viên vậy. Dạ đúng rồi, cũng hên xui. Ừ. Bữa nay là nghe nói là tâm trạng vui rồi, có gì vui không, như là làm cho khán giả vui coi theo coi, chứ bữa giờ buồn không à. Dạ cũng vậy đó, tại vì xin thưa tất cả quý vị khán giả, tại vì vui lúc nào em cũng vui, buồn thì em không có buồn. Bữa nay có tâm trạng vui làm gì cho khán giả nghe kìa. Thì hỏi em nói chuyện em mỉm cười lại coi như cười mắm chê vậy đó. Là coi như chúc tất cả chú bác, tất cả anh chị em là một niềm vui để đem đến cho tất cả loài người, mọi người mình được dồi dào sức khỏe. Ừ. Nhưng mà có sức khỏe là có tất cả ha. Dạ đúng rồi, xin chúc câu nữa cho ông bà mình được dồi dào sức khỏe hơn nữa. Ừ.
để nhìn con cháu mình mà trên dặm chặn đường sưng. Đường sưng hả? Dạ đúng rồi, dặm chặn đường sưng. Sao mà kêu đường sưng ta không? Dạ dặm chặn đường sưng là giống như y gan hồi xưa ông bà mình hát một bản dặm chặn đường sưng là noi gương ông bà mình cái đời mà để giữ lấy để được một cái phần nào để đất nước mình á. À. Dặm chặn trường sưng. Thì có ý nghĩa nè. Dạ bài đúng đó rồi. Em chưa nghe em. Dạ đây không biết hát bài đó. Không biết hát sao không biết bài đó? Tại vì ông bà hồi xưa nói con sống kiểu sao rồi con sống còn phải nhớ là ông bà dạy dỗ cho con là nhớ những chuyện trí thiết đó là dặm chặn trường sưng nghe con. Là một con người mình biết nói gương cho ông bà, cha mẹ mình đấy. Làm gì chứ? Dạ trước khi tất cả chú bác, tất cả anh chị em, con xin gửi tất cả gửi tặng cái lời hát này tuy nó nhỏ nhoi nhưng mà gửi tặng cho gia đình. Tất cả mọi người được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Dạ. Không lẽ hát bài sưng giờ này? Dạ không có đâu. Vậy sao chúc an khang? Thì chúc vậy giống như tuy là nó buồn hoàn cảnh của người khác nhưng mà cái lời vui là của những người giúp đỡ mình. Ok rồi. Dạ. Xin mời cô chú chị cùng lắng nghe tiếng hát của Vũ Minh Lưng. Dạ. Ha. Dạ. Ca khúc tự chọn ha. Dạ đúng rồi, tự sướng. Giờ hát trên bờ đi nghe là không có nhạc á. Dạ đúng rồi, khỏi còn hát hạn nhạc. Rồi vô. Xây giấc mộng ban đầu, yêu người thòa mới đôi môi, em đang đồ trắng tròn. Từ ngày ra phố áo em trắng cả đường về, lá thư say mong cuộc đời, thư tình ta rót ly này. 20 năm cuộc mong dơ dãn, khắc sâu bóng nàng lẫn trong cung đàn. Em giờ ở đâu hân vui duyên mới? 20 năm cuộc gieo con đấy, uống qua tháng ngày cô quên đi người, xây hoài mộng không ngôi. Tình duyên ta tiếc, uống thêm ly này. Uống thêm ly này nữa ha. Dạ xin hết. Uống thêm là nghỉ luôn hả? Dạ đúng rồi. Uống thêm nó mới hát nữa chứ. Vậy thì thôi đi. Vậy là bài tính ra là bài này là uống uống mấy ly? Dạ bài này uống cũng không biết nhiêu ly, là đắp mộ một cuộc tình. Đắp mộ cuộc tình. Là cuộc tình đó đắp mộ bỏ luôn phải không? Dạ đúng rồi. Chấm dứt hả? Vậy chấm dứt đi cái buồn phiền đó. Chôn vùi ha. Dạ chôn vùi qua ký ức. Dạ. Làm khúc nữa coi. Thôi em thấy đi về là cái bản đó bản tựa vậy. Từ đây. À. Đúng rồi đó. Phải ngồi để tuấn tá nó cũng hãy lấy hơi coi. Hãy lấy hơi con đó. Đừng có ngồi, con lấy cái chổi con để lên. Rồi. Thôi em hãy đi về nè, dính biệt kể từ đây. Càng luyến lưu làm truy, càng dâng hương thêm buồn. Anh mặc lòng em khi được chân thơ chân. Là em chỉ thuộc nhiều thôi. Trời ơi. Thôi em hãy đi về. Thôi vậy cũng cảm ơn anh đã dành thời gian tặng cho em hai khúc. Nói chung là anh Lưng thì anh rất là buồn với chú anh chị. Trong mỗi cái tư duy của con người thì lúc đầu thì anh có đôi mắt sáng giống như các anh chị em của mình. Thì trong suốt thời gian cũng như là anh gặp nạn tai nạn giao thông thì không may thì anh bị chấn thương về cái phần xương đùi. Và sau đó tới cái phần cặp mắt của ảnh. Nói chung là cặp mắt ách. Cặp mắt á, thì nó không có đục. Tại vì nó bị đứt trĩ máu. Là mù bẩm sinh thì nó khác. Còn này là mấy chục tuổi đầu rồi mới bị tai nạn. Mới ảnh hưởng tới cái phần mắt tới giờ. Và cái lỗ mũi của ảnh cũng bị khép lại. Còn cái lỗ nhỏ xíu à. Dạ. Thở bình thường không? Dạ bình thường. Em tưởng nó thiếu hơi á. Dạ không có đâu. Thở bình thường. Hơi bình thường mày. Là nó bị tét lỗ mũi hay sao hả? Không có. Lúc đó người ta nhét hai cái ống y gan như hai gâu tôm vậy á. Là nó dắt ống người ta thở dạ, hả? Dạ đúng thế rồi. Mai lại cho nhỏ lại hả? Dạ không phải, lúc đó nhét hai gan như hai gâu tôm càng vậy á. Cái bắt đầu nó có mài đó. Cái vợ em nó gỡ mài. Gỡ mài ra. Dạ gỡ mài xong xuôi cái nó bị vậy luôn á. Nó nhỏ hả chú chị? Dạ.
À, hôm nay thì có Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ, đây là cô Ánh Trương gửi cho anh 2.500.000 đồng. Với số tiền này là cô giúp cho anh để có tiền mà chi phí hàng ngày. Dạ. Cũng như tiền xà bông, giặt giũ hay là gì đó. Dạ. Mà để nha, đây là 5 tờ, đếm cho anh là 1 nè. Dạ. 2, 3, 4, 5 tờ. Dạ. Ha. Dạ em. Cô Ánh Trương. Dạ. Con gửi lời xin cảm ơn cô Ánh Trương và gửi lời cảm ơn anh Hoàng Mạnh hết lòng giúp đỡ cho những người nghèo và những người mà khó khăn. Anh đã cùng sức để giúp đỡ cho những người đó để thoát qua một cái hoàn cảnh đối khác. Là xin gửi lời chúc cho mấy các cô là dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát đạt, để còn khám khá nhiều hơn nữa. Còn những người nghèo khác còn đang dướng bạn nhờ những người Mạnh Thường Quân giúp đỡ đối khác qua ngày. Rồi anh cũng vậy nha, chuyện gì cũng qua nghe em nói rồi đó, đừng có buồn nữa. Dạ. Buồn gì cũng qua, chỉ sợ là buồn gì. Dạ. Hả, buồn gì cũng qua, chỉ sợ là buồn gì. Không, đây không sợ buồn gì hết. Không sợ buồn ngủ hả? Không có đâu. Thôi như vậy, kính thưa tất cả các chú anh chị, bây giờ phần bản xin được khép video tại đây. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và cô Ánh Trương bên Mỹ rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các chú anh chị mình trong đoạn phim tiếp theo ạ.